thưa sư, con kính nghe lời Phật dạy, không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Như vậy là sống ngay trong hiện tại, đó là tuệ quán, đó là sẽ có niềm an lạc. Nhưng thưa sư, trong cái hiện tại của bản thân con chẳng có chút an lạc nào hết. Hiện tại của bản thân con lúc nào cũng xoay vần với tất cả những nỗi đau khổ, những sự muộn phiền, bất mãn đối với gia đình, với chồng con và cả với cuộc đời. Con cảm nhận cái hiện tại lạc trú đó sao mà khó có thể có được. Mặc dù con cũng là một Phật tử giữ giới ăn thập trai, rồi đi tu các khóa tu Phật thất, và con mỗi ngày đều có công phu và niệm Phật. Nhưng mà nếu có ai hỏi rằng con có được nhiều niềm an lạc hay không, thì con cũng phải thưa thật rằng có an lạc. Một lúc nào đó tạm quên những gì liên quan đến cuộc đời, những nỗi đau khổ, những cái gì đó nó chôn vùi ở trong tâm thức của mình, tạm gọi là có niềm an lạc. Nhưng nếu một lúc nào đó tự ngồi đối diện với bản thân, thì con chẳng có chút gì gọi là niềm an lạc thật sự. Do vậy con cảm thấy rằng Đức Phật dạy đừng luyến tiếc quá khứ, cũng đừng vọng tưởng tương lai, hãy biết cái pháp hiện tại này để có cái niềm an vui trong chánh pháp ngay phút giây hiện tại. Nhưng đối với con thật là khó quá. Chính vì vậy con xin sư cho con một lời khuyên. Từ câu hỏi của một người Phật tử, sư nghĩ rằng hôm nay trong cái khóa tu Phật thất của chùa Đức Hòa, sư muốn giải bày cùng với quý Phật tử. Biết đâu câu hỏi đó không chỉ của riêng một cá nhân nào, mà có thể của rất là nhiều người. Tu thì có tu, niệm Phật cũng rất nhiều, làm cũng rất là nhiều việc thiện lành, nhưng tự soi rọi vào tâm mình thì không phải ai cũng có thể nếm được vị ngọt của chánh pháp. Quý Phật tử thân mến, con người ta từ lúc mới sinh ra cái khuynh hướng là phải hướng ra thế giới bên ngoài. Có nhiều người nói rằng nếu được sanh ra ở một nơi vắng vẻ, trong am sâu cùng cốc, trong rừng sâu núi thẳm, chắc mình không có tiếp với sự đời, không bị hoen ố cái tâm, rồi mình không có bị những cái pháp trần nó làm vướng bận, chắc là mình an vui và hạnh phúc lắm. Nhưng mà thật ra cũng có những con người sanh ra bất hạnh đã phải nằm một chỗ rồi. Đó. Lớn lên giống như một cái gì, một cơ thể thực vật, chỉ được đưa vào thức ăn và nằm yên. Nghĩa là một cơ thể thực vật là chỉ có thể ăn và có thể ngủ, nhưng không thể nhận thức. Cho nên ai mà mong ước một cuộc sống như thế? Nếu chúng ta nghĩ rằng hãy chạy trốn cái thực tại vào rừng sâu núi thẳm, và có nhiều người nghĩ rằng khổ quá đi về chùa tu cho hết khổ, thì có lẽ các vị đã lầm. Chính các sư cũng phải đối diện với thực tại. Thực tại của người xuất gia đối diện với chính bản tâm mình, những tham lam, những sân hận, si mê, những mối hận thù từ trong tiền kiếp và ngay trong kiếp sống hiện tại. Nếu không chánh niệm tỉnh giác, người tu vẫn tạo các nghiệp ân oán giang hồ. Chúng ta không thể nói chạy trốn một cái thực tại nào để có thể tìm được niềm an vui và hạnh phúc. Hơn nữa, lưới trời lồng lộng rất là to lớn, phải chưa nào? Đó, rất rộng, nhưng mà chúng ta chẳng có thoát được. Rồi chúng ta cũng phải nằm ở trong cái lưới trời của nhân quả và nghiệp báo mà thôi. Cho nên suy nghĩ rằng cái khuynh hướng của một con người khi sinh ra là phải hướng ra thế giới bên ngoài, để hiểu biết, để thu thập tất cả những thông tin cần thiết để sống, ứng xử và làm người. Cho nên khuynh hướng nhìn ra thế giới bên ngoài, học hỏi, hiểu biết từ thế giới bên ngoài là điều tất nhiên. Chúng ta không thể nói rằng chúng ta sống bó mình trong một hang, một cái hang, một cái cốc đóng cửa lại, để gọi là gì? Đóng lại các căn. Đóng các căn không gì hơn là sự chánh niệm tỉnh giác, để mình có thể là
điều khiển tâm mình. Tại vì tất cả các pháp trần nó sẽ đến với ta hàng ngày, và chúng ta có cho phép cái pháp trần nào nó vào tâm và cái pháp nào phải dừng lại ở đó. Có những pháp trần con người ta đưa vào và đắm nhiễm, chấp mang vác trong tâm cho đến chết. Thì tự chúng ta mang vào tâm chúng ta, không chỉ kiếp này mà trong nhiều kiếp. Cho nên có con người mới sanh ra nhỏ xíu mà đã tham. Đó, cái tập khí đó nó không chỉ kiếp sống này mà nhiều kiếp. Cho nên cho đi học thì không thích đi học. Nhỏ xíu đã thích ra đời làm ăn. Để làm gì? Để hoạt tác cái tập khí tham lam đó, thu thập rất nhiều tiền bạc mà không cần phải sử dụng đến cái sự là trí thức, sự học tập ở nhà trường. Cái tập khí đó nó đã nhiễm từ rất nhiều kiếp. Ở đây chúng ta không thể phủ nhận rằng ta không có tập khí. Tập khí về ái dục, về tham lam, về sân hận, về si mê là cái tất nhiên của kiếp sống con người, nhất là tham. Cho nên chúng ta phải tự đối diện với tâm mình để tu tập. Chứ chúng ta không thể nhìn cái con người tội phạm ở trong nhà tù để nói rằng họ tham lam nhiều lắm, còn tôi thì không. Trái lại, có thể nói rằng ai cũng có những cái tập khí rất xấu, nhưng lộ ra hoặc là vi tế ẩn chỉ. Mà người Phật tử biết tu tập phải với sự chánh niệm, trực diện nhìn thẳng vào tâm mình để tu tập, để cạn lọc, để biết rằng mình còn phải sám hối rất nhiều để mình thật sự được an vui, được thanh tịnh trong cái tuệ giác của Đức Thế Tôn. Vì vậy, sư nhắc lại cái khuynh hướng của con người ta khi sanh ra là phải hướng ra thế giới bên ngoài để học hỏi, để tồn tại. Một đứa bé mới sanh ra, những tuần lễ đầu tiên là một giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của đứa trẻ. Ở đây, sư thấy rất là nhiều người phụ nữ đã lớn tuổi, trung niên và lớn tuổi. Và sư tin chắc rằng hầu hết các vị đều trải qua giai đoạn làm mẹ và làm cha. Chúng ta sẽ thấy cái đứa bé sơ sinh, chúng ta nâng như trứng, chúng ta hứng như hoa. Bởi sợ tới một cái, nó rớt xuống có thể nó vĩnh biệt cuộc đời ngay. Bởi vì xương nó mong manh, làn da nó mềm mại, nó yếu ớt, đôi mắt nó chưa làm quen với ánh sáng cuộc đời. Thì chính tự thân đứa bé sơ sinh đã có rất nhiều sự khó khăn để thích hợp với một cái môi trường mới. Quãng đời đó, bé phải thích nghi cao độ với môi trường xa lạ mà trước đây nó được ấp ủ trong bào thai của mẹ. Nó tối thập, trong bào thai mẹ đâu thấy gì thế giới bên ngoài, nhưng đầy đủ. Mẹ có thể ốm, có thể đói, nhưng đứa bé thì chỉ bằng máu của mẹ, chất dinh dưỡng trong cơ thể mẹ để nuôi hình hài của thai lớn lên. Cho nên nó an toàn, ấm áp trong thai mẹ. Lọt lòng ra, tiếng khóc của bé làm cho cha và mẹ hạnh phúc, bởi vì con mình đã khóc. Có nhiều đứa sanh ra mà im lặng, tím ngắt, có thể là vừa sanh ra đã chết. Cho nên nghe tiếng khóc của đứa bé, nhiều người cha, người mẹ đã trào nước mắt vì hạnh phúc. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng đứa bé phải cố gắng rất nhiều để làm quen với một cái môi trường mới hoàn toàn khác trong bụng mẹ, từ nhiệt độ, từ thức ăn, từ mọi thứ, từ tiếng động. Cho nên mỗi một ngày đứa bé nó phải học điều kiện cuộc sống mới để thích nghi. Từ sơ sinh 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng cho đến 1 tuổi. Đó. 3 tháng biết lật, rồi mấy tháng biết bò? 6 tháng biết bò, rồi 9 tháng lò cò biết đi. Sư nhớ mẹ sư hay nói như vậy, là nó phải tập để nó thích nghi với cuộc sống. Nó ngày một lớn mà nó cứ lật qua lật lại hoài là chứng tỏ rằng đứa bé nó yếu đuối và không toàn vẹn. Nó phải lật, rồi nó sẽ bò, rồi nó sẽ đi. Và cứ mỗi một động tác của đứa bé làm cho cha mẹ hạnh phúc rằng đứa con của chúng ta lần lặn bước vào cuộc đời. Như vậy, mỗi ngày học một ít, cho đến năm 4 tuổi, 5 tuổi, đứa bé đã biết tiếp thu mọi thứ xung quanh
để xử lý nhiều thứ mới lạ trong đời sống. Khi lớn lên, bắt đầu 5 tuổi là vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1. Rồi dưới sự uốn nắn của thầy cô giáo, ấp ủ, dạy dỗ của cha mẹ, rồi ảnh hưởng của gia đình, xã hội, bạn bè, kết hợp với gì? Với sự tư duy, chiêm nghiệm của mỗi một con người, người ta dần trưởng thành, lớn lên. Có người rất thông minh, có những đứa bé thông minh từ bé, có đứa bé thì rất là khờ khạo. Có người sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ luôn, nhưng mà cuộc đời vẫn khác nhau. Cho nên chúng ta bảo lật ra, coi ngày số trong tử vi phải không nào? Có ngày, có giờ, có tháng, có năm, biết bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh sinh ra trong một lúc ở trong các bệnh viện. Từ dỗ chẳng hạn, rất là nhiều đứa bé sinh ra một giờ, nhưng mới sơ sinh đã là cuộc đời đã khác nhau rồi. Có đứa bé sinh trong một cái điều kiện được cha mẹ yêu thương, cưng chiều, ấp ủ. Có đứa bé mới lọt lòng đã là trẻ mồ côi. Như vậy mình không thể canh theo giờ, ngày, tháng, năm để nói rằng cuộc đời là như thế. Tất nhiên tử vi mình không nói là nó sai hoàn toàn. Theo cái cách truyền thống người Á Đông cũng thường hay sanh đứa con ra lật đật bố mẹ vì lo cho con đã đi xem tử vi rồi, coi bói toán xem con lớn lên như thế nào. Nhưng các vị cứ thấy đó, sanh cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, cuộc đời vẫn khác nhau. Đó là chúng ta liên tưởng đến điều gì? Nhân quả và nghiệp báo của mỗi một con người trong nhiều kiếp sống, chứ không phải chỉ trong kiếp sống này nó có thể định được ngày mai lớn lên con sẽ ra sao. Chính vì vậy, cái sự học tập từ xã hội, từ gia đình, từ bạn bè, rồi nó kết hợp với cái nhân quả nghiệp báo của mỗi một con người, nó hình thành nhân cách sống của một đứa trẻ từ nhỏ cho đến lớn lên. Mà nếu chúng ta mặc kệ cho tất cả thì cái xã hội này nó sẽ loạn. Mặc kệ nó, nếu cái số nó sướng nó sẽ sướng, có nhiều người mẹ nói như vậy. Cái số nó khổ là mấy thì nó cũng nghèo kiết xác thôi, có nhiều người cha nói như vậy. Và đó trở thành một trong những nguyên nhân làm cho giới trẻ sống cuộc sống thác loạn, vô giáo dục. Trong khi đạo Phật đó là một cái tôn giáo mà có một vị trí rất là vinh quang trong nhân loại hiện nay bởi cái vai trò giáo dục của đạo Phật. Đạo Phật đi đến đâu là cảm hóa, chuyển hóa đời sống nội tâm của con người. Như chính các vị đi theo các khóa tu Phật thật, chúng ta không chỉ về để niệm Phật, bởi vì niệm Phật tập cho chúng ta một cái thói quen bớt đi những lời nói xấu xa, những lời nói đòn sóc hai đầu, những lời chửi rủa, những lời thô tục mà niệm Phật. Đó chỉ là một cái thói quen cho cái khẩu này không tạo ác nghiệp. Cái thân này chúng ta tu tập trong một tuần không làm việc ác, dựa theo cái sức, cái lực của đại chúng gọi là đức chúng như hải, để chúng ta quen sống trong chánh niệm. Tất cả đều chỉ là tập thôi. Còn khi chúng ta trở về với cuộc sống, với gia đình của mình, thì nó sẽ lộ nguyên hình bản chất của mỗi con người. Người sân hận nóng giận, người hiền hòa, khiêm tốn, người ít nói nhưng mà giận ai thì để ở trong bụng mấy năm. Có người nói ra thì hết, có người thì tham vô kể, có người của dâng tới trước mặt cũng chẳng hạn. Mỗi người một cá tính. Khi trở về với đời sống thường nhật, nếu chúng ta không chánh niệm thì nó sẽ trở lại cái vốn có của tự thân mình. Cho nên đạo Phật của chúng ta đó là giáo dục, là chuyển hóa. Chúng ta không thể nói rằng thưa sư, vốn con sinh ra đã là hiền lành rồi, lớn lên con biết tu tập này, cho nên con tốt. Chúng ta không thể nói như vậy. Cổ đức dạy nhân vô thập toàn. Cho nên mỗi một con người dù tài hoa cho đến mấy, tốt đẹp cho đến mấy, vẫn có những cái gì, có mặt xấu, khiếm khuyết và tồn tại của nó. Và chính đạo Phật đi vào cuộc đời chúng ta với chức năng giáo dục, chuyển hóa. Không chỉ đạo Phật đâu, mà còn nhiều tôn giáo trên thế giới cũng mang cái chức năng giáo dục đó. Nhưng
Ở đạo Phật, chúng ta thấy không khuyến hóa chúng ta tin vào một đấng toàn năng, một bậc thượng đế nào có khả năng sáng tạo ra loài người và sắp xếp mọi thứ. Đạo Phật khuyến tấn chúng ta hãy tin rằng trong mỗi tự thân có tánh giác, tánh Phật hoàn mỹ, đẹp như là trăng sáng, trong veo như trăng, tinh khiết như tuyết. Ở mỗi chúng ta đều có sự tu tập để trở về cái tự tánh, gọi mà nhà thiền gọi là cái bản lai diện mục, quay về. Ai cũng có, nhưng do tập khí trong nhiều kiếp sống và ngay cái sự khuynh hướng học mà sư nói đứa bé mới bé xíu đã phải học ở cái thế giới bên ngoài, từ đó suy ra, từ lúc lọt lòng cho đến bây giờ, các vị tiếp thu biết bao nhiêu thứ của thế giới này đem đến cho chúng ta, tốt và xấu đều có. Các vị có đồng ý với sư như vậy không? Chính vì tất cả những kiến thức đa dạng, phong phú nhưng mà cũng phức tạp, chính vì những kiến thức tốt có, xấu có đó, chúng ta theo gia đình, theo xã hội, theo bạn bè, nó đã vào trong tâm thức của chúng ta. Mà duy thức học Phật giáo nó có một cái a lại gia thức, và trong cái a lại gia thức đó như một cái bao, nó chứa tất cả hạt giống xấu và tốt. Thì nơi đây trong đạo tràng này, sư và các vị đều có một cái tạng thức mà trong đó chứa tất cả các hạt giống xấu và tốt đó. Còn nếu mình nói mình tốt không đó, thì mình đã là gì? Trở thành bạch tạng thức đó. Cái tạng thức tinh khiết như vậy là mình đã đắc đạo, mình thành Phật rồi. Cho nên chúng ta còn phải tu học, phải sám hối, phải chuyển hóa rất nhiều. Bởi vì như trong kinh Phổ Hiền Phật dạy, nếu chúng ta có pháp nhãn xa lìa trần cấu, có thể thấy tội của chúng ta đầy rẫy trong hư không. Sợ lắm, nhìn thấy tội mình không dám sống, nhiều lắm. Nhất là tội từ tâm. Cái tâm của mình tạo tác nghiệp, tưởng không ai thấy, nhưng nó đều tồn tại ở trên cái thế giới này, quanh ta, bao phủ mọi người. Cho nên mình hướng đến một cái cộng đồng cùng được chuyển hóa, cùng được thanh tịnh. Đừng nói tôi tu, tôi biết tôi tốt. Tôi tu, tôi về Tây Phương cực lạc, còn sống chết mặc bay. Chúng ta có nghĩ rằng những cái từ trường trong sạch hay nhiễm ô đều ảnh hưởng đến chúng ta? Bởi chúng ta sống trong một cái cộng đồng của tất cả mọi con người. Tự chúng ta tách ra, chúng ta không thể tồn tại được. Vì vậy, hôm nay các liên hữu đang hiện diện trong đạo tràng này, mỗi người cũng có một kinh nghiệm sống khác nhau, cái tội, cái phước khác nhau, cái trí tuệ khác nhau. Cái người nghe sư giảng đến đâu, hiểu biết, tiếp thu một cách rõ ràng, như là mình ngồi ở trên cái bờ hồ, mình nhìn xuống dưới cái hồ trong suốt mà thấy dưới đáy từng cái cục đá, con cá lôi bơi lội, con hến, con sò dưới đáy, chúng ta nhìn rõ tâm ta như thế. Mà có người nhìn vào tâm mình nó đục lờ luôn, chả thấy gì hết, chỉ thấy cái miệng mình nó nói thôi, chứ mình không bao giờ quán được nội tâm. Chúng ta có nhiều công đức niệm Phật, chúng ta có nhiều công đức nghe Pháp. Và hôm nay sư muốn pháp thoại này chúng ta quay trở lại nhìn chính mình để thấy mình đang sống với thực tại như thế nào. Cái thực tại đó có gọi là thực tại lạc trú hay không? Hay cái thực tại của chúng ta đầy những phiền não và khổ đau? Các vị có đồng ý để cùng với sư nhìn lại tâm mình không? Nếu chúng ta đồng ý, chúng ta sẽ nhớ lại lời Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ. Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy tại Savatthi, vườn ông Cấp Cô Độc, dạy các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, có ba hạng người trên thế gian. Một hạng người có thể tính đếm được, một hạng người không thể tính đếm được, và một hạng người khó có thể tính đếm được. Nghe rõ nha, một hạng người tính đếm một cách dễ dàng, một hạng người đếm được nhưng mà khó đếm, và một hạng người không thể đếm được. Và chúng ta nghe xem mình thuộc hạng người nào, có đồng ý để nghe không? À, nghe xem Đức Phật nói cái mình hạng người nào.
hạng người thứ nhất. Này các tỳ kheo, rất là dễ tính đến, bởi Như Lai nhìn thấy đâu đâu cũng có. Hạng người đó là hạng người loạn động, kiêu căng, lắm mồm, nhiều chuyện, thất niệm, không tỉnh giác, tâm tán loạn và các căn buông thả. Hạng người này đi đâu Như Lai cũng thấy. Như vậy, mình cũng phải tự xét xem mình có là loại người loạn động không? Đi niệm Phật chứ mà tâm mình nó có định không? Nó tán loạn. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật chứ nhiều khi còn niệm lộn, không ra chữ Phật nữa, phải không nào? Đó. Hớt hơ hớt hải, tâm thân ở đây mà tâm trí đi đằng đông đằng tây. Thân ở đây mà nghĩ đến chuyện ăn chuyện uống, thân ở đây mà nghĩ tới tiền bạc danh lợi sắc tài. Đó là loại người loạn động. Đối với Đức Phật không có căn cứ rằng người đó tu tập căn cứ theo gì? Sổ sách tính bao nhiêu lần. Chúng ta mới sơ cơ, chúng ta phải nương vào cái tính là hôm nay niệm được bao nhiêu thời, niệm được bao nhiêu tiếng, tu bao nhiêu thời. Nhưng đến một trình độ nào đó, ở đạo tràng hay ở nhà, chúng ta vẫn tu tập. Còn nếu không, ngay ở cái đạo tràng, chúng ta vẫn loạn động, vẫn thất niệm, vẫn kiêu căng, vẫn nhiều chuyện. Nhiều vị thầy nói đây, các vị đã đến với đạo tràng ăn cơm của Phật, ngồi nhà Như Lai, xin các vị đừng nói chuyện thế gian, tán tâm tạp thoại. Các sư đây giờ quả đường thọ trai cũng phải là tuyên đọc lời Phật dạy, tán tâm tạp thoại của tín thí khó tiêu. Các sư ngồi thọ trai bưng bát cơm của đàn na tín thí cúng dường mà tâm ngồi nghĩ tán loạn hết thì cái của đó nó không tiêu. Này không phải là một là cái bao tử nó cũng không tiêu được, mà hai là mình mắc nợ. Cho nên Đức Phật nói cái hạng người loạn động và kiêu căng lắm điều nhiều chuyện này đi đâu Như Lai cũng gặp. Vậy mình có dám nói rằng tôi không có thuộc loại người này không? Sư còn chưa dám nói rằng tôi không thuộc loại người này, mà sư nói rằng cũng có lúc mình loạn động, kiêu căng, tán loạn, tạp niệm, cho nên phải tu. Như vậy cái loại người này theo Như Lai đâu đâu cũng thấy, tính đếm, rất dễ tính đếm. Và trong đạo tràng chúng ta sống với nhau trong một tuần và chúng ta cũng có thể đếm được cái bà nào nhiều chuyện. Cái người này tinh tấn à, cái người này đến chỉ đem chuyện thế gian à, cái người này đến chỉ để kiêu căng, cho biết là không ai giỏi bằng mình à. Mình ở với nhau một tuần, mình thấy được. Còn sống với nhau suốt đời thì vợ cũng thấy chồng và chồng cũng thấy vợ. Ngày mới yêu nhau thì không ai bằng ông mà không ai bằng bà Hà. Nhưng lâu dần rồi cũng sẽ thấy, phải không nào? Bà cũng có những nhược điểm, những cái xấu của bà. Ông cũng thấy, bà cũng thấy ở ông có những cái thói hư tật xấu đó. Mà trong thời gian yêu nhau, người ta khéo che giấu để trở thành thần tượng trong mắt nhau. Như vậy, cái loại người dễ tính đếm mà đôi khi không đếm được là bởi vì người ta khéo che giấu. Còn nếu sống thật, lộ ra, chúng ta sẽ thấy Đức Như Lai nói, Đức Thế Tôn nói, đâu ta cũng gặp loại người loạn động, kiêu căng, nhiều chuyện, thất niệm, không tỉnh giác và các căn buông thả. Loại người thứ hai là khó tính đếm, tức là vẫn đếm được nhưng mà khó. Khó tính đếm tức là ít lắm. Đó, là ngược lại với loại người trên. Đó là loại người không có lăng xăng tán loạn, có chánh niệm, tỉnh giác, các căn thu thúc các lục căn. Cái đây ở trong đạo tràng chúng ta người trung niên và lớn tuổi là nhiều. Nhưng mà ở những cái khóa tu mùa hè đó, sinh viên học sinh mấy ngàn bạn mà tu trong một tuần đó, các sư các thầy rất là cưng. Tại vì cái tuổi trẻ đó đó là cái tuổi ham muốn, cái tuổi loạn động, mà nó có thể tu tập trong một tuần hoặc 10 ngày thì rất là giỏi. Tức là nó phải thu thúc, nó phải cố gắng lắm để nó không hoạt tác những cái tính cách vốn có trong cái giới trẻ. Tuổi của chúng ta bây giờ nó cũng nhàm chán ít nhiều rồi.
Cái thú vui cuộc đời đi qua rồi để lại có gì đâu. Cho nên khi biết tu là mình đã biết nhàm chán một số. Nhưng mà không phải chán hết phải không nào? Có nhiều người càng già càng tham tiền, đến chết vẫn muốn niềm vui duy nhất là được đếm tiền và nắm cục tiền cho đến chết là vẫn có. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái lớp trẻ đó mà nó chánh niệm tỉnh giác, nó thu thúc lục căn, nó tu tập trong một ngày cho đến ba ngày một tuần thì phải nói rằng phải khuyến khích, phải tán dương. Còn các vị đây thu thúc lục căn, tu tập niệm Phật, nghe Pháp, tập chánh niệm trong một tuần cũng là những tấm gương, những cái hoa sen rất đẹp. Mà cuối cùng là cũng phải soi rọi lại tâm mình. Tại mình đang nhờ cái lực, cái đức của đại chúng để mình tu. Còn khi một mình đối diện với chính mình có dám nhìn mình không? Đó. Nhiều khi con người ta không bao giờ dám sống một mình, không dám đối diện với chính mình, mà người ta luôn luôn dựa vào tiếng động, đám đông và bản thân nói rất nhiều để khỏi phải đối diện với tự tâm mình. Cho nên Đức Phật nói loại người thứ hai khó đếm lắm, ít thôi. Vì chánh niệm tỉnh giác, vì chánh ngữ, vì không có nói những lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, vì không có làm những cái điều xấu ác ở thân, không nói lời ác, và trong tâm lúc nào cũng là thu nhiếp để mà cho tâm nó được trong sạch. Mà ban đầu thì cố gắng tu tập riết nó tự nhiên như một dòng nước, chứ không có phải là cố gắng lôi nó để rồi như tức nước vỡ bờ đó, tu ba ngày nó bung ra chửi quá trời. Cái đó cũng rất là nguy hiểm. Mà mình làm sao mình sống với các pháp Phật nó dễ dàng, nó thoải mái, như cơm ăn, như áo mặc, như xương, như máu của mình. Chứ còn giả trang thiền tướng mà tu đó, giống như là đá đè lên cỏ. Ngày nào cái cục đá rời đi là cỏ dại mọc lên. Cũng như thấy tu như vậy, vào môi trường xấu, con người ta xấu hơn người xấu nữa. Đó là chèn ép, giấu giếm các trạng thái tâm của mình. Cho nên cái loại người thứ hai, chánh niệm tỉnh giác đó, Đức Phật nói khó đếm bởi vì ít lắm. Nhưng mà sư vẫn mong rằng trong đạo tràng chùa Đức Hòa có rất nhiều. Có đồng ý như vậy không? Và một loại người thứ ba Đức Phật dạy là không thể ước lượng được, mình không bao giờ tính được, đếm được. Đó là những bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận. Tại sao mình không tính đếm được người này? Bởi vì mình có đắc quả A-la-hán đâu mà mình biết ai là A-la-hán. Sao mình dám nói người này là A-la-hán? Trong khi mình là một chúng sanh phàm phu và tục tử quá. Cho nên mình chịu thôi. Ở đây có ai A-la-hán cũng không biết. Có ai là Bồ-Tát mình cũng chẳng biết. Mình sống theo thói quen của mình. Tham lam, sân hận, si mê, tập khí của mình theo tập khí. Nhưng mà Bồ-Tát á, người ta yêu để mà cứu chúng sanh. Người ta ghét bỏ, chửi mắng, có khi đánh đập cũng là để chửi cứu chúng sanh. Các vị đừng nghĩ Bồ Tát lúc nào cũng ôm ấp và yêu thương. Bồ Tát có nhiều cách để giáo dục, chuyển hóa chúng sanh. Cho nên trong các một số ngôi chùa truyền thống của Việt Nam, chúng ta vẫn thấy một bên ông hộ pháp, bên ông tiêu diệt. Ông tiêu diệt le lưỡi, nhìn hung dữ như vậy nhưng mà lại là hóa thần của Quan Thế Âm, tức là dùng pháp giữ để hóa độ chúng sanh. Cho nên mình chẳng là Bồ Tát, mình cũng chẳng hiểu được Bồ Tát. Mình cứ thấy ai la hét là mình dị ứng à? Phải chưa nào? Mình nói hiền khô như tôi đây mà còn chưa đến đâu. Nhưng mà mình hiền khô mình chẳng giúp cho ai. Cho nên cổ đức mới dạy, yêu thương mà cứu rỗi được người thì hãy yêu, ghét bỏ mà cứu rỗi được người thì hãy ghét. Ta ghét mà người ta giác ngộ, ta thương mà người ta giải thoát, thì cái đó là cái thương và ghét của Bồ Tát. Còn mình yêu và ghét là phàm tình của chúng sanh. Cho nên Đức Phật nói loại người không thể ước lượng, không tính đếm được, đó là A-la-hán, đó là Bồ-Tát. Mình bởi vì mắt mình phàm phu, mình chẳng biết ai là A-la-hán, ai là Bồ-Tát cả. Mình chỉ biết ai tốt với mình thì mình khen, mình tân bốc lên tận mây xanh. Và mình thấy không ưa ai đó
thì mình nói xấu, mình dựng chuyện, mình bôi cho chết xấu, mà còn chưa hạ giận nữa, mình còn kéo phe, kéo đảng, kéo bè để cùng nhau ghét bỏ. Tất cả đều là kết thêm tội và nghiệp. Tóm lại, ba hạng người Đức Phật giảng trong Kinh Tăng Chi Bộ, thì các vị thấy Như Lai nói ta thấy nhiều nhất, dễ tính đến đi đâu cũng có, là hạng người thất niệm. Mà thất niệm tức là không có hiện tại lạc trú. Thất niệm là vọng tưởng về tương lai, thất niệm là luyến tiếc về quá khứ. Mà không suy nghĩ về tương lai, không luyến tiếc về quá khứ, mà hiện tại chúng ta cũng không có an lạc, bởi vì mắc yêu và mắc ghét. Yêu nhiều quá cũng khổ, ghét nhiều quá cũng khổ. Thế con người ở trong cái hiện tại này mà không có an lạc là chúng ta vọng tưởng, và chúng ta để cho các cảm giác yêu ghét, tham lam, sân hận nó chi phối chúng ta, nghĩa là tâm chúng ta không có rỗng rang. Các vị đang ngồi ở đây, tâm có rỗng rang nghe pháp không? Có không? Trả lời cho nó mặt lên coi nào. Tâm có rỗng rang nghe pháp không? Rồi xin cho một tràng pháo tay nào. Nếu mà các vị nói A-di-đà Phật là có, nghĩa là trong tâm không thương, không quá yêu ai, cũng không ghét ai, bây giờ là rỗng rang, mà cũng không nhớ về quá khứ, mà cũng chẳng có vọng tưởng về tương lai. Pháp hiện tại bây giờ là nghe pháp, và muốn biết là sư muốn cho chúng ta cái thông điệp nào đây? Cái thông điệp đó có thể ứng dụng trong cuộc sống không? Còn nếu không, chúng ta cũng chỉ nghe khoảng 10 hay 5% thôi, nghe thoáng thoáng qua thôi, rồi lát nữa có nghe gì không? Có hay không? Cũng hay, nhưng mà nếu hiểu thì khó nói quá, tại vì mình đâu có chánh niệm để nghe đâu. Đó, cho nên cái hiện tại này là mình đang được an trú, được nghe pháp. Mà rất là nhiều người không được cái duyên lành này, người ta phải trà trộn trong cuộc đời. Có nhiều người già lắm, một rổ hành tỏi gì đó ngồi ngoài chợ, bán hết cái rổ đó 20 mấy ngàn, mà tới chiều chẳng ai mua. Đó, có nhiều người lớn tuổi vẫn là xin được quét rác, được làm người lao công quét rác, một công việc đơn giản. Tôi già nhưng mà tôi sẽ cố gắng làm, hoàn thành trách nhiệm của mình để có lương, có tiền để sống. Các vị bây giờ một tháng tu Phật thất ở đây, nhưng có nhiều vị còn đi tu Phật thất nhiều chùa khác. Cho nên trong một tháng, 4 tuần lễ, có nhiều vị tu Phật thất hết 2-3 lần. Đó. Như vậy, chúng ta có chánh niệm trong sự tu tập không? Hay rồi tu cũng chỉ để về để thấy rằng mình tu nhiều thôi, còn tâm không chuyển hóa? Đó là cái điều sư muốn nói. Mà nếu như vậy đó, chúng ta cũng không có được hiện tại lạc trú. Khi chúng ta, sư nhắc lại, tại sao Đức Như Lai nói có 3 loại người? Mà mình là loại người nào thì tự tâm mình phải biết. Tại sao có đến 3 loại người đó? Bây giờ Bồ Tát và A-la-hán chúng ta khoan bàn. Mình là người đang còn nhiều tội và nghiệp. Có nhiều người còn chưa dám quy y nữa, tại vì là con còn sát sinh, con còn nói láo, con còn rượu chè, nên thôi con không quy y. Con khoan quy để con tạo tội cho đã đời rồi cái chết thôi. Chứ đâu có biết rằng cái sự quy y của mình là thức tỉnh, là nhắc nhở cho mình khi làm một cái việc xấu hay ác là mình phải sám hối để dừng lại, để giảm bớt, và một lúc nào mình không còn tạo tội nữa. Chúng ta không quy y, chúng ta tạo tội với cái người chưa quy y, với cái người đã quy y mà tạo tội thì nó cũng như nhau, nó cũng đều bị tội như nhau, nó cũng bị quả báo như nhau. Chứ đừng có nói là con không quy y thì con muốn làm gì con làm. Đó, cái quy y nó nhắc cho mình là con Phật, con nhà Tôn không giống lông cũng giống cánh chứ. Mình phải bỏ bớt những cái việc xấu ác, rồi cuối cùng là thanh lương mát mẻ trong sạch. Thì 3 cái loại người đó, sư nói chúng ta đừng bàn đến Bồ Tát và A-la-hán, chúng ta chỉ bàn đến 2 loại người dễ đến và khó đến. Tại sao lại có đến 2 loại người đó? Mà sư nói lúc đầu nó sanh cùng ngày, cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, mà không giống nhau. Như vậy là tập khí
của mỗi con người, và con người ta không có trí tuệ khi bước vào trong thế giới này. Cái bài pháp này rồi còn phải nói cho giới trẻ. Giới trẻ bước vào thế giới này học tất cả mọi thứ, xấu và tốt. Và cái xấu thì hấp dẫn, tiếp thu rất nhanh. Còn tuổi các vị đây thì xấu tốt đã đầy rồi. Bây giờ phải ngồi lọc lại đi chứ. Cái tuổi này chúng ta phải lọc lại trong tâm của chúng ta, thiện nhiều hay ác nhiều, phải lọc, lọc bằng cái sự tu tập của mình. Một cái điều kiện được học hỏi là cái tất nhiên, cái phước báo. Có những con người vừa mù lòa vừa câm điếc thì muốn học hỏi khó lắm. Cho nên chúng ta sanh ra lớn lên, được học hỏi, được tiếp thu nhiều thứ, đó là phước báo của mỗi con người. Nhưng điều mà sư muốn nói là chúng ta cần là người con Phật phải biết chuyển hóa. Thì cái sự học hỏi của mình, cái tiếp thu những cái thông tin ở bên ngoài, nó không trở thành rác rến làm cho chúng ta đau khổ. Giống như câu hỏi của một người Phật tử rằng tại sao con sống trong hiện tại, con không nhớ quá khứ, con chẳng vọng tưởng tương lai mà con vẫn khổ. Đó là điều sư muốn nói. Thật ra cái hiện tại này mà nó đau khổ, nó luôn bị chi phối bởi quá khứ và tương lai. Nó không buông xả được quá khứ và tương lai. Cho nên con người ta đau khổ lắm, thưa các vị. Do vậy, chúng ta về với đạo tràng tu tập, chúng ta phải ý thức để chuyển cái nghiệp khổ đau của mình, chuyển cái phiền não thất niệm của mình trở thành hạt giống an vui và hạnh phúc. Như vậy là bằng cách nào? Thưa tất cả quý Phật tử, chúng ta bước vào cuộc sống, trưởng thành, biết Phật Pháp hay không biết cũng là do sự nhận thức của mỗi con người. Có con người vừa biết Phật Pháp là cảm thấy hạnh phúc và suốt cuộc đời định cho mình một hướng đi, đó là Phật Pháp. Có con người đi nửa chặng đường rớt, trở lại, tạo nghiệp tha hóa, đau khổ, đi mất niềm tin. Có con người biết Phật Pháp rất là trễ và muộn màng, đều là ở khả năng nhận thức của mỗi một con người. Cho nên ở đây sư muốn nhắc các vị, sự nhận thức của tự thân là một điều hết sức quan trọng. Chính cái nhận thức đó, biết rằng mình có luyến tiếc quá khứ không, mình có vọng tưởng tương lai không, cái nhận thức của mình nó dắt dẫn mình đi. Và cái nghiệp chướng đem lại phiền não, khổ đau, chán chường hay thất vọng cũng là do chính chúng ta khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã bị dính mắc, đã bị xa lầy, lệ thuộc hoàn toàn vào thế giới bên ngoài mà không biết con đường trở lại. Đi đâu lăn quăn cho đời mỏi mệt, phải không nào? Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Sống rồi chết rồi lại quay lại, lại tiếp tục hốt vào tất cả những cái gì chán chường đau thương của thế giới này, trở thành một kinh nghiệm sống, lại tiếp tục khổ đau, lại chết, lại quay trở lại. Và không bao giờ tìm lại được chốn quê nhà, nghĩa là không bao giờ trở lại được cái chân tâm Phật tánh của mình. Tại mình chỉ tiếp thu những cái điều xấu, ác, phiền não, khổ đau, và mình tưởng rằng đó là chính mình. Chính cái sự nhận thức đó nó quan trọng như vậy. Cho nên các vị muốn mình có hiện tại lạc trú, mình phải xem cái sự khả năng nhận thức của mình ra sao. Nhìn vào trong thực tế của cuộc sống đó, thì con người ta không thể dùng cái suy nghĩ của mình để mà muốn được. Ngay cả những người mà làm cái công tác dựng những cái bộ phim khoa học viễn tưởng, dậm chân một cái là có mọi thứ trước mặt, búng tay một cái là những robot, người máy cung cấp cho chúng ta tất cả. Thì đó cũng chỉ là mình cảm tưởng như thế, mình suy nghĩ, tưởng tượng ra thôi. Chứ cái suy nghĩ đó nó không thể nào mà làm cho chúng ta muốn gì được đó được, mà chúng ta phải bắt tay vào trong sự hành động. Mà sự hành động của người con Phật đó, cái hành động đó là như thế nào? Là phải có chánh niệm. Thì cái hành động đó nó mới không có để lại
những cái tàn dư khổ đau. Cái chánh niệm đó mới giúp chúng ta sống trong hiện tại mà có an lạc. Bằng không cũng có niệm Phật, có tụng kinh, có trì chú, có thiền định đó. Những cái thiền định đó, trong cái sự ngồi như ông Phật, giả vờ như ông Phật thế, nhưng tâm tán loạn, chả có chánh niệm gì, thì cuối cùng chúng ta vẫn nuôi dưỡng những hạt giống khổ đau. Các vị nghe kịp không ạ? A Di Đà Phật, vậy là tốt lắm. Như vậy, cái sự phiền não hay khổ đau đó, nó từ đâu đến? Tất cả đều bắt nguồn từ đối tượng ta tiếp xúc hàng ngày, chứ không đâu hết. Đứa bé lớn lên, nếu một mình nó được cưng yêu, được chiều chuộng, thì thôi nó là số một rồi. Bỗng một ngày kia mẹ lại sanh ra một đứa thứ hai. Nếu nó vốn là cái đứa ích kỷ, thì nó căm ghét đứa em nó. Em nó ra đời làm cho nó không được ưu tiên như ngày xưa. Em nó ra đời làm cho cái ngon nhất phải dành cho nó. Và tự nhiên nó thấy ghét đứa em nó rồi đó. Nhưng có những đứa bé khi có đứa em ra đời, nó lại yêu thương, nó lại chiều chuộng, nó lại vỗ về, nó nhường cho em nó. Cái đó là gì? Tập khí, cái hạt nhân của kiếp sống trước, và nó học ở cha, ở mẹ, ở trong điều kiện. Cha mẹ ích kỷ, chửi bới nhau suốt ngày, thì cái đứa con nó học ở những điều đó. Khi cha mẹ sanh đứa em ra, lập tức nó ứng dụng những cái điều mà cha mẹ dạy nó hàng ngày đó, dạy bằng thân, bằng khẩu ý của cha mẹ, nó áp dụng cho đứa em. Rồi chúng ta gào thét lên rằng, tại sao mày không thương em? Mà mình quên rằng chính cha mẹ là tấm gương cho nó. Vì vậy, những tất cả mọi cái cảm giác yêu và ghét đều bắt nguồn từ đối tượng ta tiếp xúc hàng ngày. Rồi quá trình ta hướng ra cuộc sống, rồi mình lại gia bị rất là nhiều cái gia vị, cái cảm giác riêng của mình. Ví dụ mình gặp một đối tượng mình yêu, thế là cái đối tượng đó thăng hoa, phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng. Tự nhiên một cái người mà gọi là đầy đủ các thoái hư tật xấu, nhưng qua cái lăng kính của đôi mắt mình, sao cô ấy xinh đẹp thế, sao chàng ấy như một hoàng tử vậy, và trở nên một con người hoàn thiện. Bên kia cũng cố tình tạo một vỏ bọc xinh đẹp để hai bên thần tượng lẫn nhau. Từ đó mình gia bị tình cảm yêu thương, chờ đợi, mong nhớ và muốn phải có cho bằng được, bằng cái cảm giác của chính mình, đều là ảo tưởng. Cho nên có bài thơ: lần đầu gặp em hồn nhiên tươi thắm, dù bất ngờ ta đã thấm say mê, từng vần thơ âu yếm rủ nhau về, đan thành những khúc nghe thường luân vũ. Em chính là loài hoa quyến rũ, ta đa tình xa giấc ngủ dài đêm. Em hiện về trong mộng vẫn chưa quên, làm dao động những êm đềm khép kín. Em vô tư trên tình ta câm nín, ta âm thầm nhưng chín những yêu đương. Ta tìm em mà chẳng thấy thiên đường, ta muốn ngó mà lạ thường ngôn ngữ. Sao em vẫn hồn nhiên, vẫn vô tình như cũ, mắt hững hờ không đủ một dòng thơ. Nghĩa là chàng trai gặp cô gái, tự dệt nên một người con gái như một nàng tiên, như một giấc mộng nghe thường, đẹp chưa từng có. Và nó đem trong giấc mơ, nó đem trong cuộc sống, lúc nào cũng thấy em. Cô ta nếu chẳng duyên chẳng nợ gì với nhau thì cô ta vẫn hững hờ, chả quan tâm gì hết, một mình chàng ta đau khổ. Còn nếu là hợp ý hợp tình thì hai bên ráp lại để tạo nên biết bao nhiêu vần thơ. Rồi là một tình yêu lãng mạn bắt đầu. Và trong cái tình yêu đó là không thấy một cái xấu nào của nhau hết, cái xấu nào cũng yêu được hết đó. Phải không nào? Chỉ thấy cha với mẹ sao lạc hậu, sao lỗi thời, sao mệt mỏi quá. Chỉ có chàng ta hoặc chỉ có nàng ấy mà thôi. Cho nên chúng ta gặp một đối tượng và lập tức đã gia vào cái tình cảm riêng của mình là yêu, và tự thăng hoa đối tượng của mình. Còn nếu ghét thì sao? Thì căm ghét, thì gọi là thương người thương cả đường đi, mà ghét người ghét cả tông ti họ hàng. Người ta có một câu nói, một cử chỉ gì đó mà mình đã ghét rồi đó, thì bỗng nhiên mình thấy cái đối tượng đó không chấp nhận được. Có người nói con không có đi tu đến cái đạo tràng đó nữa. Hỏi sao vậy?
ở đó có một cái bà con ghét quá đi, cho nên thôi con khỏi tu, con ở nhà con tu cũng được. Có không ạ? À, có, các vị đó là có. Đó là bởi vì mình lấy cái đối tượng đó mình bỏ vào tâm mình, và mình biến cái đối tượng đó trở thành thành chính mình. Người kia người ta vẫn đi tu, người ta vẫn vô tư, người ta cũng chẳng có biết là mình ghét người ta như vậy. Còn mình tự dằn vặt chính mình, rồi tự ở nhà nói tôi không có đi, vì trong đạo tràng đó cái bà đó bảo quỷ chứ không phải người, chửi người ta vậy luôn. Mà mình nói người ta quỷ là mình đã là quỷ rồi đó, rồi bỏ tu. Tại vì biến cái đối tượng đó mình ghét, rồi xong rồi đến cái đạo tràng thứ hai cũng không tu, tại có con của bà ở trong. Ghét người ghét cả tông ti họ hàng mà, cho nên con bà tu đó nhìn mặt đứa con là cũng thấy ghét rồi, cho nên nghĩ. Qua đạo tràng thứ ba gặp chồng bà, trời ơi tưởng sao gặp ông chồng thiệt đúng là không tránh khỏi, thôi tu ở nhà cho rồi. Ta ghét cả tông ti họ hàng cho nên mình ghét hết. Như vậy cái đối tượng mà mình yêu mình cũng đem vào tâm, nó trở thành món ăn cho tinh thần, cho giấc mộng, cho cuộc sống. Mà mình ghét á, nó cũng đi vào cuộc sống của mình, nó không rời. Tu cũng có an lạc, đang ăn cơm bỗng nhớ tới đối tượng, nó bỏ đũa xuống, thở ra. Con hỏi sao má không ăn nữa? Tao ghét quá, một trong hai ta phải chết rồi tao mới ăn được. Hoặc là mình chết đi, hoặc người đó chết đi. Thì tức là tự mình biến đối tượng đó trở thành một yếu tố quan trọng trong tâm mình, và tự mình đau khổ. Như vậy trong cái hiện tại đó mình đâu có an lạc, bởi vì mắc thương hoặc mắc ghét. Đó. Như vậy yêu và ghét, hai khuynh hướng quan trọng trong cuộc sống này, nó chi phối chúng ta. Ngày các vị còn trẻ yêu đương dữ dội lắm, bây giờ tới tuổi này rồi chúng ta lắng xuống. Mà lắng xuống là không phải hết, nếu quậy lên rồi sẽ biết đục lờ lên. Đó. Cho nên cái lắng xuống đó chúng ta phải mượn các pháp kinh kệ, tiếng niệm Phật, sự thiền định, sự sám hối để chúng ta gạn lọc nó ra, chứ không phải cho nó nằm im. Nó nằm im rồi kiếp sau nó sống trở lại. Như vậy cái sự tu tập đó không có gì tốt, chưa có gì chuyển hóa, mà mình phải gạn lọc, khơi trong. Tự mình dám nhìn vào chính mình để thấy rằng cái tình cảm yêu và ghét trong cái phàm phu tục tử của mình nó hoạt tác ra sao, nó nhiều hay nó ít, và mình mới khẳng định mình có thanh tịnh hay không. Các vị có đồng ý với sư không? Đồng ý. Như vậy yêu và ghét là hai mặt của vấn đề. Của một vấn đề là cuộc sống này, một cặp mâu thuẫn luôn luôn tồn tại trong chúng ta. Trong tâm ai cũng có yêu với ghét hết, phải không nào? Sư cũng có yêu và ghét đó. Nhưng mà đến rồi đi nhanh. Chứ mà yêu mà để luôn ở trong tâm này, mà yêu mà thương mà nhớ đó, thì chắc không có tu được. Mà ghét mà để trong tâm này mà đến hận thù á, chắc cũng không có lên thuyết pháp được, phải không nào? Giảng pháp một hồi thế nào rồi cũng chỉa về đối tượng đó, và xúi các vị cùng ghét với sư. Tự nhiên khuynh hướng con người là như vậy. Mình thích một cái gì đó mình ca ngợi, mình cũng không giấu được lâu rồi sẽ lộ ra. Mình ghét ai đó rồi cũng sẽ lúc nó lộ ra, chứ cũng không giấu được. Cho nên sư cũng có yêu ghét, nhưng cũng may thay đến nó đi, chứ chưa nói là hết. Nói thanh tịnh như bậc thánh A Di Đà Phật không có. À, chưa nào? Thích có rồi đi qua, ghét có rồi đi qua. Bởi vì mình cũng xấu tốt, nó luân chuyển trong tâm mình đây mà. Mình đòi hỏi ai sự hoàn thiện, cho nên mình thấy ghét nó quá, nó dối trá, nó gian manh, nó vô lễ. Nhưng mà rồi một chút mình nói, bởi vậy cho nên phải cần có Phật Pháp để tu tập, để chuyển hóa. Mình cũng vậy, thì làm bớt ghét rồi cái hết. Rồi phải yêu thương thì mới giáo dục được. Đó. Còn nếu chúng ta đưa vào tâm để biến nó thành một đối tượng, và mình phải suy nghĩ hoặc để quá thương hoặc quá ghét suốt đời, thì tự tâm chúng ta không có hiện tại lạc trú. Cũng vậy thôi, yêu ghét mấu chốt là nguyên nhân tạo ra bao nhiêu phức tạp, phiền nhiễu nơi con người, thậm chí tạo ra những bi kịch, đau khổ cho con người. Nó là đề tài muôn thuở và vô tận. Cảm hứng cho ca, cho nhạc, cho thơ, cho bao nhiêu đề tài cũng chỉ là yêu và ghét. Và chính chúng ta không có hiện tại lạc trú
Bởi vì cái yêu và ghét chi phối chúng ta quá nhiều. Cho nên sự tu tập này để đừng có quá yêu, đừng quá ghét nữa. Nhân duyên chúng ta đến đây, nhân duyên chúng ta ra đi. Nhẹ nhàng hơn, buông xả, xả ly nhiều hơn thì chúng ta sẽ có an vui và hạnh phúc nhiều hơn. Các vị có đồng ý không? Nói thì các vị vỗ tay như vậy đó, nhưng mà sư nói là khó. Bởi Đức Phật khi mà đắc đạo ở dưới cây Bồ Đề, tại Bồ Đề Đào Tràng bên xứ Ấn Độ, khi Ngài thấy giáo pháp của Ngài thầm thâm vi diệu quá đó, mà Ngài thấy chúng sanh thì quá sức mê mờ và tham ái dục lạc và vô minh và kiêu căng, cho nên đầu tiên là Ngài nói ta sẽ nhập Niết Bàn chứ không có truyền bá chánh pháp. Và tại sao? Ngài nói bởi giáo pháp của Như Lai chứng ngộ quá thập thâm vi diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu. Chúng sanh thì thỏa thích ham vui, đắm mê trong nhục dục ngũ trần. Đối với những chúng sanh như thế, khó mà nói được, thấy được pháp duyên sanh, khó mà hiểu được các pháp tùy duyên mà sanh khởi, cũng khó cho chúng sanh dập tắt được các ái dục, khó mà chúng sanh buông bỏ để chấm dứt, để vào Niết Bàn. Nếu truyền dạy giáo pháp cho những người say đắm quá nhiều dục lạc, tham ái say mê, quả là việc vô ích. Vậy mà hôm nay sự trùng tin lại những lời Phật dạy với đạo tràng chùa Đức Hòa, vì tin rằng chúng ta đã xả bỏ rất nhiều. Có đồng ý như vậy không? Như vậy chúng ta thấy con người ta khổ bởi vì đắm say vào đối tượng, hoặc yêu và ghét. Chúng ta xem lại coi có đúng như thế không? Hoặc yêu chồng, hoặc ghét chồng. Hoặc là đối với con cái cũng có đứa yêu, đứa ghét bỏ. Và mới hôm qua có một người thiếu nữ, nói là thiếu nữ chắc đúng hơn là phụ nữ vì đã có chồng rồi, đến tìm sư, trong người nặc nồng mùi rượu, móng tay thì sơn màu xanh lá cây, hiểu chưa nào? Một cái màu mà sư tưởng tượng rằng cũng là hơi lạ. Móng tay màu xanh lá cây, tức là đẹp theo một cái gì đó cũng tương đối là đặc biệt, phải không nào? Người mùi rượu như vậy và rất là muốn gặp sư. Thật sự với các vị là sư cũng bận, vì sau những cái 3 tháng an cư kiết hạ đó, sư chấm bài cho tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam chưa có xong, quá nhiều, cho nên sư không có thời gian tiếp khách. Nhưng mà người thiếu nữ đó ngồi chờ, làm sao mà phải gặp sư một chút cũng được rồi mới về. Cho nên cuối cùng thì sư cũng phải sắp xếp sư đi ra một chút. Thì người thiếu nữ đi với một chàng trai, phải không nào? Và tất nhiên họ không phải là hai vợ chồng, hai người bạn đi với nhau. Người thiếu nữ đó mới nói rằng, thưa sư, con đến để thưa với sư rằng con quyết định ly dị người chồng đang ở nước ngoài. Người đó rất là yêu thương con và mỗi tháng gửi cho con một số tiền, chắc cũng 1-2 ngàn đô gì đó để tiêu xài. Chứ con không có làm việc gì hết á, mà chỉ có tiền để sống thôi. Nhưng mà bây giờ con cũng chán rồi, con ly dị thôi. Sư hỏi tại sao? Con không thể dối lòng được. Con cảm thấy là bây giờ con yêu tiền của anh ta, chứ con đâu có yêu anh ta. Cho nên con phải sống thật với chính mình. Sư nói nếu quả là như vậy thì cũng là tốt. Nếu con tự biết rằng mình yêu tiền của anh ta thì nên ly dị là đúng rồi. Nhưng mà tại sao mà người nồng nặc mùi rượu và buồn như thế? Nói thưa sư, con ly dị và con đang có một tình yêu khác. Con muốn ly dị và có một tình yêu khác. Thế con yêu ai? Con yêu một người đàn ông đã có vợ con. Chưa nào? Cái sư nói thôi, thế thì thôi sư. Nói theo danh từ giới trẻ là bó tay. Bởi vì là làm sao sư có thể chấp nhận cái tình cảm sai lầm đó? Không thể được. Thưa sư, con không thể nào gì lừa dối con tim. Tình yêu không thể định nghĩa được. Sư không yêu, sư không hiểu được, thưa sư. Cho nên con phải tiếp tục tình yêu của mình. Sư nói thế thì cái người đàn ông đó có yêu con không?
Người thiếu nữ trả lời: dạ không, mà con cũng bất cần biết là anh ta có yêu con hay không. Con chỉ biết là con yêu anh ta, và làm sao lý giải được tình yêu. Nó đến với ta một buổi chiều, thấy chưa nào, rồi cứ yêu chết bỏ vậy thôi. Quyết định ly dị cái ông chồng đang chờ mình ở nước ngoài đó, ở bên Úc, bên Mỹ gì đó. Và bây giờ yêu người này và cảm thấy mình hạnh phúc. Con thấy trong một ngày 24 tiếng đồng hồ thì 23 tiếng đồng hồ con nhớ đến anh ta. Tức là trong giấc ngủ con cũng thấy anh nữa. Và đây là tình yêu đích thực. Cô ta trả lời như vậy. Thế các vị nghe thấy như thế nào? Sư nói đó là con đang chìm đắm trong vô minh. Con muốn ly dị người chồng ở nước ngoài, đó là quyền của con nếu con không yêu người ta. Nhưng để đến một tình yêu của một người đàn ông đã có vợ con, và bất kể người ta có yêu mình hay không, thì đó là con cũng là vô minh. Nhưng có những người đàn ông người ta yêu lại thì chắc chắn là tạo tội liệt, phải không nào? Cô ta sẽ đến với cái tình yêu thứ hai không có điều kiện. Cho nên người đàn ông đó sẵn sàng phạm lỗi tà dâm với vợ con. Tất cả đều là sai lạc với chánh pháp. Thôi con hãy về tỉnh rượu đi, rồi suy nghĩ rằng những gì con nói với sư hôm nay là bậy bạ, là không đúng, là con sẽ tiếp tục chuốc lấy sự khổ đau. Và chính vì điều đó, cô ta về, rồi cô ta lại trở lại. Và rồi cô ta nói rằng cô ta vẫn chưa thể nào quên được người đàn ông trong giấc mộng, mà lúc nào mặt của cô ta cũng giống như là địa ngục vậy, buồn đau và nồng nặc mùi rượu. Đó, bám vào cái đối tượng và nói rằng đó là yêu. Và bất kể rằng tình yêu đó là đúng chánh pháp, tình yêu đó là được phép hay không, chỉ đó là dạ tình yêu không giải thích được, cái là yêu bừa, yêu bãi như thế. Và kết quả rằng nếu mà người đàn ông thứ hai đó mà yêu lại cô ta, một ngày nào đó cô ta sẽ bị đánh ghen. Nếu mà người vợ của anh ta hung dữ, tạt axit, hoặc là làm những chuyện giữa chợ xấu hổ nhục nhã, hoặc nếu không đi nữa là cũng có một tình yêu bất chánh mà vụng thầm trộn lén, không dám nhìn cha mẹ và cuộc đời đó, tự mình chuốc lấy khổ đau, không có chánh niệm, chạy theo cái cảm giác mà mình tưởng rằng đó là thật, đó là yêu. Còn ghét mà hận thù cũng tự ta chuốc lấy những quả báo cho thân ta. Bởi có ai sung sướng hạnh phúc khi trong người luôn mang một mối thù? Có câu chuyện ngụ ngôn như sau. Người nông dân làm trồng một cái cánh đồng bắp rất là xinh tốt. Trong nhà ông ta cũng có rất là nhiều gà vịt, tức là một người nông dân hưng thạnh trong cái công việc đồng áng và chăn nuôi của mình. Nhưng một ngày kia có một cái con cáo nó đến nhà của người nông dân đó, nó rình rập và cuối cùng nó bắt được con gà. Nó bắt con gà mập nhất của ông ta, cho nên ông ta rất là tức giận. Bằng mọi cách ta phải bẫy bắt được cái con cáo này. Thì con vật nó khôn nhưng mà nó dễ sa vào bẫy vì tham ăn. Cho nên cuối cùng con cáo rất xa vào bẫy. Ông ta đã trả thù con cáo đó bằng cách: tao sẽ cho mày chết cháy mà chết dần dần. Lấy một cái bó gai khô cột vào trong cái đuôi con cáo, châm lửa đốt. Nó sẽ đốt cái đuôi cho cháy, nó cháy lông rồi từ cháy hết, cháy lần, cháy mòn, đau đớn. Đó, con người ta khi mà hận thù là làm những cái việc như thế. Thì con cáo đó nó sẽ bị cháy cái đuôi, phải chưa nào? Rồi cháy lên, nó không làm sao mà dứt cái đống lửa ra được. Tại vì nó há miệng, nó dứt cái bó gai ra thì miệng nó phỏng. Cho nên nó nhảy lồng lộn lên để mà kháng cự với cái phỏng và sự đau đớn. Nó chạy lao ra cánh đồng bắp của ông á và dẫm nát bấy hết cả một cánh đồng. Và cuối cùng, người nông dân đó bị tiêu tan hết cả một cánh đồng bắp sắp đến mùa thu hoạch. Như vậy để trả thù thì nhìn con cáo nhảy điên cuồng cháy bỏng như vậy thấy có vẻ thú vị đấy, nhưng cuối cùng ông ta mất cả một cánh đồng bắp. Vì vậy là lấy từ bi xóa bỏ hận thù,
thì là có thể được. Nhưng mà lấy hận thù diệt hận thù thì là thiên thu càng đau khổ. Con người ta mà lúc nào cũng ghét, lúc nào cũng hận và lúc nào cũng muốn trả thù, con người đó có an vui, có hạnh phúc không? Các vị trả lời là không. Cũng như thế, yêu cuồng, yêu đắm, yêu say, yêu bất kể, yêu không chánh niệm cũng khổ đau, mà ghét cho đến hận thù cũng chẳng có gì sung sướng. Như vậy, cái hiện tại các vị mà không có an lạc bởi mắc chạy theo đối tượng yêu và ghét, không có chánh niệm. Còn người ta biết tu tập, hãy buông xả ra. Bởi cái yêu, cái ghét đó cũng chỉ là cảm tưởng, cái cảm giác, mà mọi cảm giác đều vô thường, đến sẽ đi. Đừng chấp đó là thật để rồi khổ đau. Ngay cái bài học này, ngay cái cảm giác này, chúng ta hãy nói nó vô thường. Mừng cũng đừng quá vội mừng, buồn khổ cũng đừng quá sức buồn khổ, bởi thời gian là liều thuốc tiên màu nhiệm nhất. Các vị nghe rõ chưa ạ? Như vậy, thông thường con người ta luôn thỏa hiệp chấp nhận với cái yêu hoặc ghét của mình, mình binh vực cho nó. Và Đức Phật thường dạy đó là một loại vô minh bẩm sinh. Yêu tức là trở thành toàn diện, hoa mỹ muôn màu, không còn gì để có thể luận bàn. Mà ghét thì là chà đạp cho người ta không còn một con đường thoát, mình vẫn còn ghét nữa kia. Đó, cái vòng cương tỏa đó vây hãm tâm trí các vị, và chúng ta không có hạnh phúc. Cho nên yêu ghét đó là một trạng thái dục vọng mạnh mẽ, làm cho con người ta không tỉnh giác. Nó giống như một loại ma túy cực mạnh, mà sư nói không chỉ yêu mà cả ghét cũng là ma túy. Nó làm cho con người ta sống trong trạng thái ái ố hỷ nộ mà không có tự tại an vui được. Do vậy, Khổng Tử thì dạy con người ta sống trung dung là vừa phải thôi. Đó, các cái tình cảm của mình đến rồi sẽ trung dung để tự nó đi. Còn Đức Phật dạy chúng ta con đường trung đạo, đừng có nô lệ cho cái có, và cũng đừng có gì quá khổ đau với cái không. Bát nhã là sắc tức thị không, không tức thị sắc đó, để thấy rằng chẳng có gì là vĩnh viễn tồn tại trên đời. Chính cái pháp trung đạo để hóa giải bớt cái tình cảm mà chúng ta chấp vào trong đối tượng, để làm cho cuộc sống của chúng ta không có an vui và hạnh phúc. Ở đây chúng ta phải nhớ đến pháp trung đạo của Đức Phật dạy, để quân bình cái tâm lý, cái tình cảm của chúng ta, không rơi vào cực đoan yêu và ghét quá đáng, làm tai hại cho bản thân và làm hại cho kẻ khác. Mình sống hại mình hại người là một cuộc sống bỏ đi. Mình sống lợi mình hại người cũng là một con người không tốt. Chỉ có sống lợi mình lợi người, đó mới là một cuộc sống xứng đáng theo cái nhìn của bậc trí. Đức Phật dạy con đường trung đạo, Khổng Tử dạy chúng ta sống trung dung, còn Chúa Giê-xu, chúng ta đừng có nói Chúa Giê-xu không dạy những điều hay. Chúa dạy nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em cũng chẳng có công gì. Mình yêu thương anh em mình, mình yêu thương người thương của mình, người có công với mình, người có ơn với mình, đó là bình thường. Chúa Giê-xu nói vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, anh em nào có công lao gì đâu. Ngay cả một con người tầm thường nhất cũng làm như thế. Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thì có gì lạ thường đâu. Vậy hãy yêu thương những kẻ nghịch lòng ta. Đó, Chúa Giê-xu cũng dạy mình yêu người nghịch lòng. Mình yêu được kẻ nghịch lòng, mình mới chuyển hóa được những hạt giống hận thù, mình mới có thể có hiện tại lạc trú. Còn không, từ trong đáy sâu thẳm của tâm hồn, mình căm hận, mình chôn vùi đó, nhưng một lúc nào sẽ trỗi dậy và làm chúng ta đau khổ. Các vị có đồng ý với sư không? Như vậy, yêu và ghét là mấu chốt, là nguyên nhân tạo ra phức tạp và phiền nhiễu cho con người. Chúng ta phải chánh niệm, tỉnh giác để biết cái tình cảm
Yêu ghét, tham lam, sân hận, ích kỷ, cái gì nó sanh khởi, mình phải biết nó đang sanh khởi. Còn thường là chúng ta chiều theo cái cảm tính của mình, rồi cột chặt cái tình cảm của mình vào đó. Giống như có một lần tôi đọc một quyển sách Sống trong thực tại của nhà sư Viên Minh. Sư đã ví tâm của chúng ta co giãn như sợi dây thun. Nếu sợi dây thun kéo căng quá một thời gian, nếu căng vài lần thôi thì nó cũng trở lại sợi dây thun. Nhưng mà cứ căng hoài, chúng ta cột ở một cái trạng thái dài hơn cái mức độ có thể, mà để hoài thì một thời gian sau sợi dây thun không thể phục hồi lại trạng thái ban đầu, nó hỏng mất rồi. Cái cân lò xo cũng vậy, chúng ta cân nặng hoài mà đặt cái bao gạo hoài mà chúng ta không nhấc ra thì cái lò xo nó sẽ hư, cái cân nó không sử dụng được. Cũng như thế, tâm của chúng ta một lúc nào nó hư rồi mà mình không nhận ra được, mở miệng ra là yêu và ghét, thất tình và buông trôi đời mình theo cảm xúc thất tình lục dục đó. Ghét, hận thù, nó trở thành bản chất của tâm mình, và nó trở thành mình luôn mà mình cũng không biết. Đó chỉ là các cảm giác vô thường đến đi mà chúng ta chấp nó, rồi biến nó thành là thật. Cho nên chúng ta không trở lại cái trạng thái tâm an lạc của mình nữa. Cho nên chúng ta nên cảnh giác với các trạng thái yêu ghét, hận thù, chấp trước. Nó làm cho chúng ta không có an lạc. Một trạng thái nữa đó là bận tâm chìm vào trong quá khứ và vọng tưởng quá nhiều cho tương lai, cũng làm cho chúng ta không có hạnh phúc. Ví dụ như trên một chiếc xe, hành khách ngồi, phải chưa nào, nhìn về phía trước, các cảnh vật nó cứ đi qua, đi qua. Có những cảnh rất đẹp mà cái xe chạy, xe lửa mà, nó chạy cho nên nó cũng đi qua. Hành khách nuối tiếc, giá mà tôi được dừng lại, tôi được níu thời gian dừng lại để tôi được chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp kia. Đó. Cái gì đi qua là tiếc nuối hoài thôi. Cho nên cái đi qua Huế thì tiếc Huế, đi qua Quảng Nam á thì nhớ núi non ở Quảng Nam, đi qua Thanh Hóa thì nhớ sông nước của Thanh Hóa. Rồi cái lòng mình cứ buồn hoài và không bao giờ mình chiêm nghiệm cái cảnh đẹp trước mắt mình được, tại vì cứ nhớ cái đã qua. Có một người thì là ngồi nhìn về phía trước để nhìn cái cảnh xa chưa có tới. Ôi xa, chắc là đằng trước mình đẹp lắm, mong cho xe nó đến gần đi để mình được nhìn cái cảnh đó. Cái xe tới gần, thấy cũng chẳng có gì hết, thấy cũng bình thường thôi. Giống như cái bài thơ Lô Sơn: Lô Sơn yên tọa chiết Giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàn lai vô biệt vị, Lô Sơn yên tọa chiết Giang triều. Có nghĩa là mù tỏa Lô Sơn, sóng chiết Giang, khi chưa đến đó hận muôn vàn, đến rồi về lại không gì khác, mù tỏa Lô Sơn, sóng chiết Giang. Xa xa thì thấy sương mù, xa xa thì thấy có sông có nước đẹp lắm, đến rồi lại thấy không gì khác. Khi chưa đến hận muôn vàn, đời tôi phải đến nó một lần tôi mới thỏa chí, đến rồi lại thấy không gì khác. Cũng là mù tỏa Lô Sơn, sóng thiết Giang, cũng sông, cũng nước, cũng cây, như thế thôi. Cho nên con người cứ vọng tưởng, đến chả có gì hay, là đâm ra hết cái thực tại. Cuối cùng có cái quái gì đâu cũng thất vọng và đau khổ. Còn nuối tiếc về quá khứ mà có được đâu, cũng cuối cùng là đau khổ, bởi quá khứ nó đẹp quá mà mình không níu lại được. Còn tương lai thì chưa đến, rồi cái khi nó đến rồi thấy cũng chẳng có gì. Cho nên cái người đó có gì là an vui, là hạnh phúc. Vì vậy Đức Phật nói, thôi đừng luyến tiếc quá khứ, đừng có nhìn về cái xa xôi kia khi nó chưa đến. Trong hiện tại nó chứa cả tương lai lẫn quá khứ. Hãy sống trọn vẹn với cái hiện tại này, chúng ta sẽ có niềm an lạc. Giống như các vị đang ngồi đây nè, nghe pháp từ sáng giờ thấy có vui không? Có không? À có. Đó là vì chúng ta không thả tâm hồn những cái pháp đã qua, mà cũng không vọng tưởng là ngày mai ông thầy nào giảng ta, mai mới hay nè, giờ chán quá đi, giờ cũng không nghe được gì, thấy chưa nào? Đó. Để thay đổi không khí,
Sư tặng các vị một cái đoạn bài hát mà sư nghe. Sư nghe một con người luyến tiếc về quá khứ, một chuyến tàu đi qua mà vẫn muốn rằng: chiếc tàu đó ơi hãy dừng lại, thời gian đừng trôi nữa, cho tôi và người yêu của tôi đừng có chia tay. Rồi cuối cùng có chia tay không? Vẫn phải chia tay, tàu vẫn chạy, và cuối cùng người ta vẫn phải khổ đau. Chắc các vị lớn tuổi như vậy cũng biết bài hát Chuyến tàu hoàng hôn phải không nào? Hát một đoạn cho vui ha. Chiều nào tiếng nhau đi khi bóng ngả xe ta, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta, muốn không gian ngừng tan níu đôi chân thời gian, ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài, trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi. Mà rồi tàu có đi không? Vẫn đi. Xe lăn trong đêm khuất xa rồi biết đâu tìm, mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm, hoàng hôn dần xuống mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình, đường bao nhịp nối tình trăm nghìn mối, nương theo một bóng người. Rồi còn nữa, con tàu còn tiếp tục chạy nữa, người ta còn khổ nữa, vì cứ trông đợi rằng ngày nào đây con tàu trở lại. Chúng ta mà biết Phật Pháp, nghe một cái bài hát cũng thấy cái âm hưởng vô thường. Chúng ta nghe một cái bài thơ đó, chúng ta cũng thấy cái tâm con người vọng động bởi cái gì đã qua. Con người không biết Phật Pháp, nghe một bài hát cái mê say rồi đó, đắm đuối rồi đó, bắt đầu muốn chết luôn rồi đó. Mà tàu đi rồi đâu có trở lại, cho nên thôi chết cho rồi, sống chi nữa. Nhưng con người tỉnh giác với cái các pháp trần á, thì biết cái chuyện vô thường tất yếu. Đi rồi thì nó phải đi, rồi nó đến thì nó sẽ đến. Nó bình thản hơn, nó tự tại thì chúng ta sẽ có an vui, theo cái nhìn của người con Đức Phật. Bằng không, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe Pháp, nhưng luôn luyến tiếc cái quá khứ đã qua, liên tiếp một thời trẻ oanh liệt đã qua, hoặc vọng tưởng rằng không biết ngày mai mình về Tây Phương ra sao cả. Trẻ không biết có ớt với lại rau muống ăn không ạ? Suy nghĩ nhiều cái mắc cười lắm, và vọng tưởng một cái điều mà không biết mình có đến được không. Cho nên hãy sống trong cái chánh niệm này, và cái chánh niệm này đừng để cho tâm chúng ta đắm chấp quá nhiều vào trong các pháp trần. Mà hôm nay sư dạy có hai điều đơn giản: yêu ghét quá khứ và tương lai, đừng đắm chấp. Còn nhiều các pháp lôi kéo các vị lắm, mà sư nói những cái điều căn bản nhất thôi. Do vậy các vị pháp thoại hôm nay để chánh niệm tỉnh giác, hãy bớt đi các cái thương ghét phàm tình, yêu ghét quá nhiều, hận thù, luyến tiếc, vọng tưởng, đều là những yếu tố làm cho chúng ta, tâm chúng ta lang thang mê muội mà không có chỗ dừng chân. Con người sống với chánh niệm đó, biết nương tựa chính mình, không nương nhờ ai khác, tâm thuần tịnh mới là nương nhờ, nơi nương nhờ khó được. Chúng ta phải trở lại cái chánh niệm tỉnh giác của tự tâm mình, đừng có bám víu cái pháp trần quá nhiều. Nó về mình mới vui, nó đi thì mất ăn mất ngủ, đây là mình lệ thuộc rồi. Mình hãy tự an vui trong cái pháp chánh niệm của chính mình. Nếu những ai tu tập được như thế, các vị sẽ hóa giải các ràng buộc trong các điên đảo vọng tưởng thương ghét của cuộc đời, làm cho con người mình nó thanh thản lắm, hay lắm. Nó đúng là một cái người làm cho nhiều Phật tử khác phải ngưỡng mộ. Các vị đó, tu học với nhau mà, người pháp nữ đồng tu phải ngưỡng mộ các vị.
tại các vị an nhiên và tự tại. Đó, nếu chúng ta thực tập chánh niệm, người chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta, tâm của chúng ta được an lạc, chúng ta sẽ thoải mái, an nhiên. Và cái chánh niệm này là làm gì biết việc đó. Nhưng khi đi xe ngoài đường phải chánh niệm là đang trên đường xe chạy, đèn đỏ phải dừng, đèn vàng chạy chậm, đèn xanh thì chạy bình thường. Chúng ta đang chạy xe mà tâm chúng ta nhớ cái bài kinh này, Đức Phật nói cái gì, cái tung cái rầm, nói con đang chánh niệm nhớ lời Phật dạy mà bị tai nạn xảy ra. Như vậy không phải là chánh niệm. Cái chánh niệm là hãy biết cái việc của mình đang làm và làm cho tốt cái việc của mình, chứ không phải đang làm này mà nhớ cái khác gọi là chánh niệm. Thấy không nào? Đó, chúng ta đang chạy xe ngoài đường, chúng ta mất chánh niệm bởi vì nhớ hôm nay không biết sư giảng cái gì, bắt đầu ngồi nhớ lại, bắt đầu cái xe tới mình không kịp tránh. Tất cả những cái sự đó là chúng ta đã rơi vào trong cái trạng thái lang thang của tâm mình, chúng ta gây ra nhiều vấn đề phiền toái trong cuộc sống. Cho nên việc nào, giờ nào biết việc đó, đó chính là chánh niệm. Những cái việc của chúng ta là chánh mạng, chánh nghiệp, chứ không phải làm những điều tà vận. Quý Phật tử đã đồng ý với sư chưa? Nếu các vị sống trong chánh niệm, giúp cho trí nhớ của các vị ít có bị suy giảm. Con người ta càng lớn tuổi càng mau quên, là vì sống trong tạp niệm, thất niệm, buông lung, phóng túng quá nhiều. Con người càng lớn càng minh mẫn, chúng ta chỉ thấy các bậc chân sư, các thiền sư, các hòa thượng. Ví dụ như Hòa Thượng Vạn Đức, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh. Cho đến lúc những năm tháng cuối cùng của cuộc đời vẫn chánh niệm, sáng suốt, trí tuệ vẫn như trăng bát nhã. Phải chưa nào? Tâm của Ngài vẫn sáng đẹp như hoa thiền trong vườn hoa đạo pháp. Tại vì là một cuộc đời tu tập trong chánh niệm, cho đến lúc xả báo thân vẫn là trong chánh niệm. Chính vì điều đó, chúng ta tu tập trong chánh niệm, trí nhớ của ta ít có suy giảm, chúng ta không bị căng thẳng u sầu, chúng ta không có nói lẫn, nói lắp, nói ngọc, nói ngạo. Hãy nhớ điều đó. Và do vậy tâm chúng ta được khinh an, và tất cả những công phu niệm Phật tụng kinh của chúng ta được nhiều kết quả rất là tốt đẹp. Pháp thoại của sư ngày hôm nay chỉ mong tất cả các vị làm chủ được thân tâm, tinh thần chúng ta không bị phân tán theo các pháp trần. Trước khi kết thúc, sư nói một câu chuyện để chúng ta biết cái con người sống trong chánh niệm rất là có trí tuệ. Đó là câu chuyện Ngụ Ngôn về con sư tử và ba kẻ tham vấn, để thấy chúng ta thuộc loại nào. Con sư tử nó đến hỏi con lừa: này chú lừa, hơi thở của ta có hôi thối hay không? Con lừa nó đáp: có, hơi thở của ông hôi lắm. Con sư tử lập tức ngoạc đứt đầu con lừa vì dám nói lên sự thật, cắn đứt đầu con lừa luôn. Nó đến, nó hỏi con chó sói: hơi thở của ta có hôi không? Chó sói nói: không, hơi thở của ông thơm lắm. Con sư tử nó xé con chó sói ra hàng trăm mảnh: mày là đồ nịnh hót. Con sư tử đến còn một con voi con, nó hỏi: hơi thở của ta có hôi không? Con voi con trả lời: thưa ông, tôi đang bị cảm lạnh, không ngửi được mùi gì cả. Con voi con nó đang bị cảm, nó không biết mùi gì hết. Mặc dù cái hơi thở con sư tử chắc chắn là rất hôi, bởi vì nó ăn thịt sống. Nhưng con voi con, người ta nói voi tượng trưng cho trí tuệ, một chút voi con mà biết trả lời rằng tôi đang bị cảm nên không có nghe mùi gì hết, nó được toàn thân. Mà nó cũng chẳng có nói dối nữa, nó cũng chẳng khen ông là hơi thở tốt. Người chánh niệm sẽ cho chúng ta những hành xử, lời nói, ý nghĩ, việc làm sáng suốt trong mọi tình huống như thế. Cho nên chúng ta mới ngưỡng mộ người có trí tuệ. Người có trí tuệ là người luôn sống trong chánh niệm, không để cho tâm lang thang theo các pháp trần.